Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Theo đuổi cái dòng sự kiện của cái vụ án Vũ Huy Hoàng đó, thì và bà già Hồ Thị Kim Thoa của Bộ Công Thương, thì chúng ta đã đều biết rằng là trong những video clip trước ấy, tôi cũng đã chia sẻ với mọi người rằng là cái dự án mà 6.000 mét vuông đất tại Sài Gòn ấy, tại vị trí đắc địa tại Sài Gòn ấy, thì cái người đứng đằng sau nó để thâu tóm cái khu đất đấy thì là bà Trương Thị Mỹ Lan của công ty Vạn Thịnh Phát, của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó. Nói về tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì chúng ta biết được rằng là có rất nhiều những cái bí ẩn liên quan đến tập đoàn này. Hiện nay trên báo chí thì các bạn có thể rằng là search một vài cái thông tin về tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì nó cũng ra được vài cái số liệu, nhưng mà nó rất là nhỏ nhoi. Thế nhưng hầu hết dân làm ăn kinh doanh tại Sài Gòn đều biết được rằng là gần như là 70-80% những cái vị trí đắc địa tại Sài Gòn đều là của Vạn Thịnh Phát đó. Thế nhưng mà Vạn Thịnh Phát thì hầu như là chỉ đi thâu tóm đất thôi đấy, dạng như là thâu tóm đất toàn bộ về mình, chứ để đầu tư phát triển kinh doanh thì rất là ít. Để nói về cái vụ án này thì tôi cũng xin tập trung chính ở cái video này là bà Trương Thị Mỹ Lan và những bí ẩn liên quan đến bà đó. Thế thì đầu tiên chúng ta hãy nói qua việc bà Trương Thị Mỹ Lan. Thì bà Trương Thị Mỹ Lan này lập cái công ty Vạn Thịnh Phát vào năm 1992 với cái gọi là mục đích là kinh doanh nhà hàng khách sạn. Thế nhưng sau đó thì các bạn đã biết rằng là bà chuyển sang kinh doanh bất động sản và thâu tóm đến hàng loạt các cái gọi là khu đất vàng, đất kim cương và đất platinum đấy, dạng thế. Thế thì bà bắt đầu là thành công khởi nghiệp từ khi mà Bí thư Lê Thanh Hải nhậm chức. Và trong suốt 20 năm đấy thì gần như là toàn bộ những khu đất vàng tại Sài Gòn là thuộc về tay của bà Trương Thị Mỹ Lan. Thế thì bà Trương Thị Mỹ Lan thì là người gốc Hoa đấy. Tên tiếng Việt của bà là Trương Thị Mỹ Lan và cái tên tiếng Hoa của bà là Trương Bụi. Cái dòng họ Trương của bà này thì cực kỳ khủng khiếp ở trong cái giới làm ăn của người Hoa. Chồng của bà thì là ông Kia, Chun Kia thì là người Hồng Kông và có gọi là thành viên ở trong cái hiệp hội bất động sản Hồng Kông. Thế cho nên là cái nguồn tiền hay là cái gì đó từ Hồng Kông về để mà thâu tóm những cái khu đất vàng của Sài Gòn là mọi người cứ nghi ngờ thế, nhưng mà tôi cũng chả xác định được, bởi vì là cái đấy nó phải có dấu của ngân hàng hay là có dấu gì đấy. Chứ còn để mà vận chuyển một cái khoản tiền lên tới vài ngàn tỷ hoặc vài chục ngàn tỷ về vào Việt Nam thì nó khó vô cùng đấy, không phải dễ đâu. Và chắc chắn là nếu mà khi chuyển tiền thì như thế về thì kiểu gì là cơ quan điều tra có cũng có được cái vết của nó, cái vết chuyển tiền. Và kiểu gì nếu mà sau này khi mà có một cái tin vui nào đó nổ ra thì tôi đảm bảo rằng là những cái vết đó sẽ được công khai để cho các bạn để biết thôi. Nhưng tôi tin rằng nếu mà có sự chuyển tiền như thế thì kiểu gì là cũng có vết. Các bác nào mà gọi là am hiểu lĩnh vực tài chính ngân hàng thì các bạn biết được rằng là cái lời tôi nói thì cũng không sai đâu. Đấy. Thế nhưng mà hôm nay video của tôi nói là về cái bí ẩn của bà Trương Thị Mỹ Lan, thì nó liên quan đến hai vị tướng, cái số phận bi thảm của hai cái vị tướng công an. Thì chúng ta đều biết được rằng là thời gian gần đây thì khi thời ông Bộ trưởng Tô Lâm thì Bộ Công an gọi là sáp nhập các tổng cục, rồi là làm một loạt những cái động thái liên quan đến việc cải tổ cái bộ máy công an. Thế thì chứng tỏ một cái điều rằng khi mà cụ Tổng Trọng cụ ấy ngồi ở trong cái ghế đảng ủy của cơ quan công an ấy, thì cụ ấy đã cải cách một cách toàn diện cái bộ phận này. Nhưng mà cũng phải suy luận ra một điều rằng phải cải cách nó, bởi vì nó quá tệ so với cả là hiện nay, đúng không? Thế chứng tỏ là nó quá tệ thời kỳ trước thì nó là như thế nào đấy. Thế thì nó có một cái thông tin liên quan đến bà Trương Thị Mỹ Lan và hai cái vị tướng kinh khủng ạ. Đấy, số phận của họ cũng bi thảm lắm. Khi các bạn search tên gọi là Trương Thị Mỹ Lan ra thì các bạn biết được rằng là chắc là nhiều người quên rồi, nhưng mà đến từ những năm 2013-14 thì tên của bà Trương Thị Mỹ Lan đã được réo lên và tôi cũng không hiểu, nó có một cái gọi là nếu mà không có số phận bi thảm đấy thì cũng biết là bà Trương Thị Mỹ Lan có còn ngồi ở đây để mà thâu tóm cái khu đất vàng Sabeco nữa hay không. Thì tôi xin mô tả với các bạn nó như thế này. Cái tên của bà Trương Thị Mỹ Lan ấy, nó được réo lên ở trong một cái phiên tòa. Cái phiên tòa này thì rất là nổi tiếng. Từ khi mà tất nhiên là cái cách hoạt động của phiên tòa nó cũng gọi là củ chuối. Dưới thời ông Trương Hòa Bình thì các bạn đã biết rồi, đúng không ạ?
Thế nhưng ấy, nó có cái cuộc công cuộc cải cách tư pháp ấy, nó bắt nguồn từ dư luận, và bắt nguồn dư luận ấy, thì nó từ một cái chính sách mà cụ tổng đưa ra là các phiên tòa là được gọi là được công khai minh bạch, thì lúc đấy người ta mới nhìn được cái xử án là thế nào. Đấy. Nhưng mà không lan man vào chuyện đấy nữa, chúng ta sẽ bàn về công cuộc cải cách tư pháp sau. Thế tuy nhiên rằng là cái phiên tòa được công khai thì nó nhiều hé lộ rất là nhiều những cái thứ để mà thiên hạ đã bàn tán vào cái thời điểm đó. Thì một trong những cái bàn tán là như thế này, là thứ nhất ông Dương Chí Dũng ấy, đấy, là chủ tịch Vinalines, cái vụ án là công nghiệp tàu thủy Vinalines, sau đó là trốn truy nã thì đấy, rồi liên quan đến cả em trai của mình là Dương Tự Trọng và một số cán bộ khác cũng bị bắt. Thì trong cái phiên tòa đấy ông ấy khai rằng là thứ nhất là ông Phạm Quý Ngọ, thiếu tướng, trung tướng Phạm Quý Ngọ và sau này lên thượng tướng ấy, Phạm Quý Ngọ là chỉ cho ông ta rằng là cái lệnh khởi tố này là đã được bắt, là đã được ông ấy thông báo cho và bảo rằng là nên lánh đi. Tất nhiên rằng là ông Phạm Quý Ngọ thì ông ấy bảo thế thì Dương Chí Dũng lánh thôi, và từ đấy mới ra được cái lệnh truy nã. Thế nhưng mà khi bị bắt lại ra tòa thì ông khai thế, thế thì bắt đầu lan man nhé, bắt đầu lan man sang rằng là à thế tại sao lại quen biết với Phạm Quý Ngọ như nào. Thì ông ấy khai mấy lần, có lần gặp là 10.000 đô đấy, để gọi là quà cáp bình thường, có lần để mà xin chạy án trước khi mà cái vụ việc được khởi tố thì ông ấy đưa cho Phạm Quý Ngọ là 500.000 đô đấy. Đấy là những cái thông tin đã được public hết, cho nên tôi cũng chả sợ gì, đúng không đấy. Thế nhưng nó hay ở chỗ như thế này, trong khi đào sâu một quan hệ quen biết thông qua việc hỏi đáp trước tòa thì ông ấy có khai rằng là quen biết Phạm Quý Ngọ ở cái thời điểm năm 2010. Thì 2010 thì bà, nghĩa là bà Trương Thị Mỹ Lan, đấy, cái tên này lần đầu tiên được nhắc tới ở trong một phiên tòa nhé, thì bảo thì quen với bà Trương Thị Mỹ Lan, và bà Trương Thị Mỹ Lan có đưa 20 tỷ đấy, để nhờ rằng là Dương Chí Dũng là đưa cho ông Phạm Quý Ngọ đấy, thì nó liên quan đến việc thâu tóm đất một cái chỗ nào đấy, cái cảng biển gì đấy tôi không nhớ lắm, thì để ông Phạm Quý Ngọ rằng là không làm khó bà Trương Thị Mỹ Lan trong các việc thâu tóm cái việc cái đất đấy. Đấy thì chứng tỏ thứ nhất là ông Phạm Quý Ngọ là có làm khó dễ một cái gì đấy, thì thứ nhất là bên bà Trương Thị Mỹ Lan là đưa cho ông Dương Chí Dũng 20 tỷ nha, gần 1 triệu đô đấy, đợt đấy đô bao nhiêu tôi không nhớ lắm, nhưng khoảng 1 triệu đô đấy là một. Thứ hai nữa là có một cái thông tin rằng là bà nói rằng là cứ yên tâm mà đưa cho ông Phạm Quý Ngọ, bởi vì là bà ấy cũng đã nói chuyện với cả ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an ấy, là nói để mà ông Phạm Quý Ngọ rồi đấy, sẽ chỉ đạo ông Phạm Quý Ngọ rồi đấy, cho nên là đưa thêm cái này nữa, nó giống như kiểu là bên trên ép xuống ở dưới gọi là đưa lên, thế là cả hai cái thì tốt nhất là ông nằm yên đợi ông nhận tiền là tôi nhờ, kiểu vậy. Thế thì đương nhiên là ông Phạm Quý Ngọ là ông ấy từ chối, đúng không ạ? Thì cái vụ án Dương Chí Dũng ấy, đấy thì người ta cũng chỉ khép một cái gọi là bắt đầu là đưa ra một cái gọi là lộ bí mật nhà nước, nó liên quan đến cái việc mà cái lời khai của Dương Chí Dũng đưa ra, và ông Phạm Quý Ngọ đấy là ông ấy chỉ đạo rằng là ông ấy bắn tin cho Dương Chí Dũng rằng là chú nên lánh đi, kiểu đấy. Thì đấy là một trong những cái vi phạm về làm lộ bí mật nhà nước. Thế thì ngay lập tức gần sau đó thôi là ông ấy nhận một cái quyết định đình chỉ chức vụ rồi đình chỉ nó kia, để mà điều tra cái vụ án đấy được tách ra khỏi vụ Dương Chí Dũng. Đấy. Thế thì vụ của Dương Chí Dũng ấy là cái phiên tòa đấy nó diễn ra ngày mùng bảy nhá, mùng 7 tháng 1. Đấy. Thế thì các bác có thể thấy được rằng là cái ngày từ trần của ông Phạm Quý Ngọ nó là vào ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 28 tháng 2. Đấy. Thế thì rằng là và 18 tháng 2. Đấy. Thế thì là nó chỉ trong vòng có chưa đầy 3 tuần. Đấy. Sau khi cơ quan chức năng là xem xét cái lời khai của Dương Chí Dũng và tách cái vụ án đi ra, thì là ngày 17 tháng 2 là có cái quyết định của Thủ tướng là đình chỉ những cái thứ đấy để mà điều tra. Thì ngày 18 tháng 2 là ông Phạm Quý Ngọ từ trần. Đấy. Và ông Phạm Quý Ngọ từ trần thì cái vụ án ấy đương nhiên là bị đình chỉ, bởi vì bị can nó đã tử vong. Đấy. Mà từ trần thì vì lý do là ung thư gan. Báo cáo với các bác nó là như thế. Thì các bác để ý những cái dấu mốc thời gian thì các bác có thể thấy được rằng là có nhiều cái thuyết âm mưu ở trong này đó. Cái thời kỳ đấy bọn tôi là không được tiếp xúc nhiều đấy, nhưng mà những cái mốc cũng với cả là những cái luồng dư luận nó xoáy vào đó thì
chúng tôi nhìn theo góc độ gọi là lợi ích đấy, đa chiều. Thì cái việc bọn tôi có ngồi nói chuyện một cái câu rằng là cái chết của ông Phạm Quý Ngọ, ông Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là một cái gọi là lợi ích gọi là kinh điển. Tôi phải nói rằng lợi ích kinh điển, bởi vì nó khép lại cái việc mà điều tra rất là nhiều người, bao gồm cả Vạn Thịnh Phát, rồi là bao gồm cả Vạn Thịnh Phát này, rồi là bao gồm cả ông Trần Đại Quang này, rồi tất cả đều có lợi sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ. Và thậm chí rằng ấy, ông Phạm Quý Ngọ được đình chỉ cái điều tra đấy thì đã còn tốt cho cả gia đình ông Phạm Quý Ngọ. Bởi vì giả sử thôi, nếu mà khi điều tra mà nó lôi ra nhiều chuyện này, thì ông sẽ phải đền rất là nhiều tiền. Thì lúc đấy rằng là con cái và tất cả mọi thứ xung quanh thì đều cũng bị thế cả. Và nó lại còn tốt cho cả ông Phạm Quý Ngọ nữa, bởi vì là các quân tịch và tất cả mọi thứ của ông vẫn được giữ nguyên. Đấy. Là ông ấy chết bệnh chứ không phải là chết vì cái gì đó cả. Thì ông ấy vẫn được giữ nguyên và các chế độ phúc lợi hay là chế độ về liên quan đến chiến sĩ ngành công an thì ông ấy vẫn có, và gia đình ông ấy vẫn được hưởng, và gia đình ông ấy vẫn giữ được cái số tài sản này. Đó. Các bạn có hiểu ý tôi không ạ? Thì không ai điều tra được. Thế cho nên là cái chết đấy nó gọi là cái chết rất kỳ diệu. Bọn tôi gọi là chết đúng lúc mà không cần thầy nhưng mà vẫn có thể tử vong một cái giờ rất là đẹp. Thì đấy là tôi báo cáo với các bác là như vậy. Thế thì ở đây các bác có nhìn thấy thêm một cái nữa, nó là liên quan đến ông Trần Đại Quang. Thì các bác đã biết được rồi, khi ông Trần Đại Quang thì sau này là cũng bị từ trần. Cũng bị từ trần. Thế thì rằng là tôi cũng xin không đào sâu về cái việc cái chức Trần Đại Quang, bởi vì là cái việc đấy nó cũng có một tí liên quan nhưng mà nó rất là mờ, nó chưa rõ được như thế nào. Thế nhưng mà ý rằng là cả cái trong cái bà gọi là Trương Thị Mỹ Lan ấy, Trương Muội của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ấy, với cả là bên ông Phạm Quý Ngọ rồi là bên ông Trần Đại Quang thì đều có một cái mối liên hệ rất là khăng khít. Thông qua cái việc lời khai của ông Dương Tự Trọng mà các bác biết rồi, ông Dương Tự Trọng ấy thì là cũng là gọi là rất là, tôi cũng nói là rất là anh hùng ấy, cùng với cả em Dương Chí Dũng ông Dương Chí Dũng. Còn ông Dương Tự Trọng rất là anh hùng trong cái việc mà ông ấy dám nhận đúng mà tôi hay gọi là đúng chất dân Sài Gòn, dân Hải Phòng, đúng chất cái gọi là dân Hải Phòng kiểu vậy. Thì hai anh em ở đấy thì cái vụ đấy là cũng vui, tôi thấy cũng vui. Thế nhưng mà Dương Chí Dũng thì bị tử hình đúng không? Thì ông cũng chẳng có gì để mất mà không, ông không khai ra những cái việc như vậy cả. Thì các bác để thấy rằng là cái việc mà bà Trương Thị Mỹ Lan một tay thâu tóm, thì cái việc mà cái mối quan hệ của bà từ đấy nó len sâu, luồn sâu như thế nào trong cái bộ máy chính trị của Việt Nam, để mà thấy được rằng là để ngày một ngày hai giải quyết cái vụ này nó không phải dễ, không phải dễ dàng đâu. Thế nhưng mà hiện nay truyền thông cũng bắt đầu gọi là đào đào một tí rồi, sâu sâu một tí rồi, của Tổng Trọng nó bắt đầu làm mạnh cái vụ này rồi. Đấy. Thì các bác có thể thấy rằng là cái tên Vạn Thịnh Phát nó nhiều khi nó không còn gọi là bất khả xâm phạm nữa. Đấy. Cái tập đoàn của bà Trương Thị Mỹ Lan ấy, cũng gọi là dần dần cũng phải là công khai xem là tôi đã lấy cái mảnh này như thế nào, bao nhiêu tiền, thông qua cách thức như thế nào để mà có thể là chứng minh được rằng là mình vô tội, mình an toàn, rồi là mình làm minh bạch. Nhưng mà khó đấy, tôi cho rằng nó là khó đấy. Thế mà một cái thông tin bật mí nữa là cùng cái năm 2014 đấy thì là chắc là cũng kinh, cũng sợ. Đấy, cho nên là cả cái dòng họ của bà, dòng họ Trương, nhà bà Trương Thị Mỹ Lan ấy, những cái năm đấy là cũng đồng loạt là xin thôi quốc tịch Việt Nam. Ý rằng là khi xin thôi quốc tịch Việt Nam là cũng sợ rằng là mình sẽ bị truy tố bởi những việc đấy. Các bác thấy không ạ? Thế nhưng mà khi mà ông Phạm Quý Ngọ, ông ấy từ trần một cái rồi thì gần như là mọi nút thắt của họ đã được rút, bởi vì không còn cái người đối chất nữa, không còn cái người mà trung gian để đứng ra, nghĩa là các đầu mối nó bị chặt gãy ở chỗ đó, nó chặt gãy ở chỗ đó. Thế cho nên rằng là sau này thì thôi, không vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và vẫn cứ làm ăn kiểu như thế. Thế thì có nhiều cái về bà Trương Thị Mỹ Lan này thì các bác có thể tìm hiểu thêm thông tin, sau đó thì chúng ta lại có thể ngồi chém tiếp với nhau. Nhàn cư vi bất thiện đúng không ạ? Đấy. Thì rất là cảm ơn các bác đã xem video này, và các bác nào mà chưa đăng ký thì có thể là nhấn vào cái nút đăng ký kênh giúp tôi để tôi lan tỏa được nhiều hơn. Đó. Xin cảm ơn tất cả các bác.